Ngày 13 tháng 7 tại tỉnh Thái Nguyên, Ban tổ chức cuộc thi Chữ đẹp Việt năm 2024 tổ chức lễ trao giải vòng chung kết toàn quốc với chủ đề Tuổi thơ cho em. Cuộc thi do Câu lạc bộ Chữ đẹp Việt, nhà tài trợ IRAS Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Thành đoàn Thái Nguyên và Trường Tiểu học Đội Cấn 2 nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh. Sau 3 tháng phát động, trải qua 3 vòng chấm sơ loại, Trung khảo ban tổ chức đã chọn ra 1.000 bài viết xuất sắc nhất, trong đó có 500 bài viết được vào vòng chung kết, xác định được mục tiêu rèn nét chữ, nét người. Qua hoạt động này, các em được giáo dục lòng kiên trì, tính cẩn thận, khiếu thẩm mỹ, óc sáng tạo, biết quý trọng và giữ gìn tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình. Đây là năm đầu tiên ban tổ chức Câu lạc bộ Chữ đẹp Việt và nhà tài trợ IRAS Việt Nam tổ chức cuộc thi Chữ đẹp Việt cho các con, thì ban tổ chức cũng rất là mong muốn nhận được sự quan tâm, hưởng ứng và lan tỏa của tất cả các thầy cô trên cả nước, các thầy cô giáo luyện chữ đẹp cũng như là các sở ban ngành lãnh đạo để cùng có thể chung tay và lan tỏa ý nghĩa cuộc thi rộng rãi hơn để có thể giúp cho các em có nhiều cái sân chơi, các hoạt động ý nghĩa trong mỗi một dịp hè hoặc là mỗi một đồng hành trong mỗi một cái năm học, để các em vừa có thể học tập được kiến thức ở trong trường học và vẫn có một cái môi trường, có một cái sân chơi để các em có thể rèn luyện và bổ sung những cái kỹ năng cho bản thân mình. Quy mô cuộc thi năm nay đã có 57 tỉnh trên 63 tỉnh thành có học sinh tham dự chung kết và hơn 62 tỉnh thành nộp bài thi trong vòng loại. Về chất lượng của bài cuộc thi năm nay thì tôi đánh giá là chất lượng cao, bởi vì có sự vào cuộc của các cô giáo luyện chữ đẹp nên cả bài thi nộp được cháu chuốt và các bé đi thi tương đối chuyên nghiệp, và nhất là trong các bài viết trình bày, đặc biệt là tiêu chí của cuộc thi đó là chữ viết chuẩn theo Bộ Giáo dục, không được viết sáng tạo. Kết quả ban tổ chức trao 5 giải nhất, 10 giải nhì, 12 giải ba, 20 giải tư cho các thí sinh xuất sắc, đồng thời trao một số giải thưởng phụ khác, tổng giá trị giải thưởng là hơn 360 triệu đồng. Với em Quách Gia Nhi, học sinh trường tiểu học Hương Sơn, tỉnh Thái Nguyên, là một trong 5 bạn đã xuất sắc đạt giải nhất. Con cảm thấy cuộc thi này rất ý nghĩa và đã giúp con rèn luyện được chữ viết tay cẩn thận. Con rất muốn sẽ được tham gia nhiều cuộc thi ý nghĩa như này hơn ạ. Thì thông qua cuộc thi tôi cũng muốn là trong các năm tiếp theo thì công ty văn phòng phẩm IRAS cùng với các đơn vị hỗ trợ cũng sẽ tổ chức thêm nhiều cuộc thi để các con có cơ hội giao lưu, học hỏi và rèn luyện bản thân mình nhiều hơn nữa. Cuộc thi góp phần duy trì, thúc đẩy phong trào viết chữ đẹp của giáo viên, học sinh tiểu học, nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt. Cuộc thi đã khép lại với nhiều ấn tượng tốt đẹp, nhiều niềm vui phấn khởi đối với người tham dự.